Hello bùm. Đây dẫn chị đẹp quá, ủng hộ qua chỉ qua cháy hàng rồi. Đó là bữa nay qua. Dạ. À, nói xin chào cô chú anh chị quay trở lại với kênh của em nha cả nhà. Hôm nay thì đây em với chị đẹp nè. Hai chị em đi qua ủng hộ bùm bùm cả nhà ơi. Hồi qua thì chị đẹp cũng có ra mà hết hàng rồi, hết nước lèo rồi. Làm gì cả bà đứng nè. Chị chào khán giả đi chị. Chào cô chú anh chị. À, bữa nay hai chị em bữa nay qua nè để ủng hộ bùm bùm ha. Bún bò viên rồi đi vô chị. Hôm qua chị tới chị chứng mua bò viên thôi. Và bữa nay hai chị em vô ăn luôn. Nhờ đây hả anh Phương. Chưa cả nhà ở trong có đến rất là sớm. Hello bùm. Đây dẫn chị đẹp quá ủng hộ qua chỉ qua cháy hàng rồi. Đó là bữa nay qua ăn thưởng thức. Dạ. Hai tô đi bùm bùm. Bún hả chị? Rồi hai tô bún đi. Đây cô đang nấu nè cả nhà. Đang nấu nồi nước lèo đây rất là hấp dẫn nha. Ủa anh Bill đâu không biết nữa. Chắc lên lầu rồi. Hồi nãy thấy anh Bill đi qua. Đây cả nhà, cô đang nấu nha. Rồi bữa nay hai chị em sẽ thưởng thức bún bò viên. À chị đẹp, trời ơi làm nước chấm hả? Nhìn nước chấm thôi đủ ghiền rồi cả nhà ơi. Chanh nè, ớt nè, đó em mê nhất là cái sa tế nè. Trời làm cho em luôn nha, hai chị em chấm chung nha cho nó tình cụm. Rồi ok, nắng sưng sẽ bỏ máy xuống rồi hai chị em thưởng thức ha cả nhà, tại vì đến rất là sớm, bây giờ đến sớm mới có ăn cả nhà ơi. Hôm qua hả quay không à, cháy hàng, lớp nào cô chú không đến trực tiếp, lớp nào ủng hộ online nữa nè, nên là không có, bữa nay nhất quyết phải đến sớm để có ăn ha. Dạ rồi cả nhà ơi, hiện tại thì đã có tô bún rồi nè cả nhà. Đây đó là hấp dẫn ha, tô bún mầm mầm ngon quá nè cô chú ơi. Đây dĩa rau nha cả nhà, hai chị em được thưởng thức nè. Đổ vô rau muống nè cả nhà. À, cho miếng chanh vô nha, miếng chanh vô. Cho một xíu sa tế vô. Em dọn cái bàn nha. Được bớt cho nó sưng để cho xíu ấy vô. Cho xíu nước mắm lên cả nhà cho ngon. Hồi qua không có được thưởng thức, bữa nay phải thưởng thức rồi cả nhà. Ngon quá chú ơi. Bữa nay thì phải đi sớm cho anh Hữu á nha. Đồ bò viên đâu rồi? À cả nhà, một bò viên nè. Wow. Alo mọi người. Bò viên ơi. À cái này là bò viên gân nha cả nhà. Gân mà dai ngon lên nè cô chú. Bò viên với gân nè. Đó. Ồ nè. Ngon quá. Cắn miếng này vô nè. Trời ơi. Ở đây bán ăn. Ngon ghê. Dạ. Hả? Cô đi ngang mỗi ngày bên chỗ chợ bên cô Giang chứ. Ủa anh nhỉ? Thôi nhìn thấy ghét quá. Nhìn mấy quỷ thấy ghét quá. Gân dai dai ngon quá nha. Nè, gục gân ngon ghê nè cô chú. Củ tiếu bò viên. Dạ. Ngon ghê nè chị. Chị ngon ghê nè chị. Em biết mà. Bùm bùm bán là khỏi chê. Này, này cũng bùm bùm quá nè. Lâu rồi. Từ hồi mới có giờ luôn năm mấy rồi. Thôi coi thôi bà con thấy chiếc mà con thấy ghét. Trời ơi. Dạ con thấy ghét quá rồi. Đang đói bụng. Ngon lắm. Ăn với rau muống. Không. Nướng bò viên này em mới ăn lần đầu luôn á. Trước giờ không có ăn. Ăn cái món đúng luôn đó là bún bò viên. Dạ đúng rồi. Mới ăn luôn á. Bún ngon hơn hủ tiếu. Dạ đúng rồi. Bún dễ ăn. Con đi đâu con ăn bún bò viên. Lần đầu tiên ăn luôn á nhà bún bò viên. Ăn hủ tiếu bây giờ mình bán thêm. Con ăn dễ nó nhiều bạn. Hủ tiếu bò viên.
bò viên da dai ngon lắm nha, bò viên da chiền nhà làm, nhà bùm bùm làm nha. Được rồi, được rồi, cứ bán đi, cô đợi về mà, cô đi chợ xong rồi. Em đó, em mua đó. Thì hiện tại bò bùm bùm cũng có bán bò viên mang về nha cả nhà. Em mới nói thôi, khỏi tới đi mua về nhà ăn cũng được. Bò viên mang về. Dạ. Nhà cũng ít. Dạ. Với mẹ mà kinh thơ bụng. Hai đứa bốn con này. Trời ơi, dạ tăng mấy thương. Ngon quá. Tinh đen nó đựng cho tinh cay. Tinh đen nhiều quá. Bò viên rất là ngon cô chú anh chị. Khá ngon. Không có mỡ dầu nhiều. Ừ. Nước lèo cũng vừa ăn ha chị ha. Rồi, có mấy cô chú ơi cũng nhờ. Ủng hộ. Ngồi lên mát đi chị. Ngồi hoài cho thoáng. Ngồi hoài cho thoáng. À, ngồi hoài đi con. Hai chị em phải tranh thủ đi sớm nha. Này, sớm mới có ăn. Ừ, vâng, ra ngoài có khách à. Bún nào? Cái kia là bún kia một phần à. Không thiếu mà hột mì. Có mì hợp cẩm, một chút hợp cẩm nha cả nhà. Giờ mình bán con mới vô đường này. Rất là dễ ăn luôn. Bún bò viên rất là dễ ăn luôn. Ngon lắm anh nhà Thiện ơi. Rất là ngon. Hủ tiếu mì thập cẩm, hủ tiếu thập cẩm. Đường vào cũng rất là dễ nha cả nhà. Chị cha nhạc ở đâu ạ? Dạ đúng rồi, viên anh ấy viên gân. Dạ anh viên gân. Nếu mà gân mềm thì lấy nha bồ. Dạ dạ. Còn gân mỏng mềm thì đừng lấy gân. Sáng mình ăn, đang đói bụng ăn ngon. Tại bà má mình là không có đang ăn giả. Vậy đó mày. Thì mọi ơi, ở ngoài đường mua bún bò viên. Bên một bông nào. Có ăn gì? Okay. Cao mà đau hậm rồi. Rồi, chút kèm luôn. Rồi, có bán bún bò viên ngon lắm. Ăn luôn mua câu nữa. Giờ mình mua một đêm về nè. Rồi ra chợ mua cam sao? Ê, đẹp ăn nhanh quá. Ngon quá không? Trời ơi. Ngon quá nhà ơi. Cô ơi, con cho chị thêm một tô hủ tiếu bò viên. Wow. Cô mua không? Một tô hủ tiếu bò viên. Hai tô thì đặt thêm một tô nữa. Lấy cay một phần nó đi nha con. Một phần đó là một phần chai để riêng cho nhỏ cháu để trả tiền á. À đúng rồi, chai để chị đưa cho riêng trả tiền. Đây là bún bò viên nha cả nhà, không phải là bún bò nha cả nhà, bún bò viên nó khác cho chú anh chị. Bún bò là mình ăn cái cọng bún nó to đúng không, với lại bò này kia. Còn bún bò viên đó là bún có củ cải trắng nè cả nhà, nước lèo của củ cải trắng nè, ngọt, và có bò viên, có thể thêm gân ha, ăn kèm với rau muống. Giá
Con xưng ăn cay dở thôi. Em không có ăn cay được. Bỏ là bớm rằm ấy. Ừ. Bớm là mấy đó. Em nói cay thì nó không cay á. Ăn dở. Dạ dạ ông ngoại. Con chào ông ngoại. Con chào ông ngoại. Dạ 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 dạ. Ok. Đúng rồi. Tôi gì đem tô nè, tôi gì 5.000. Tôi chụp nè. Trộn thôi à. Mình có bán nước xong rồi. Có. Thôi giờ là kêu xong ha. Rồi cái bún bò viên mang về. Anh cho hai ly nước xong đi anh. Nghe con nói nè. Bún bò viên mang về. Hai chai nước xong. Chai hả? Hai chai đi. Rồi lại một tô hủ tiếu bò viên. Lại một tô tiếu hợp cẩm. Với lại mà trời. Chú này ăn nhảy gọi hủ tiếu mì đúng không? Mì. Rồi cái mì hợp cẩm nữa. Hủ tiếu hợp cẩm, mì hợp cẩm. Để ăn đây. Quá trời quá đất rồi nha. Nó ngon mà nó cay. Mãi lỡ tay bỏ sụp bế nó cay quá. Đồ qua có cookie tôi thấy ngon mà có hết nước luôn á. Dạ bye bye cô. Dạ anh rảnh qua ủng hộ nữa nha cô. Dạ cảm ơn cô. Hết nước lèo nghỉ cô. Dạ nào mình tranh thủ. Dạ dạ ok cảm ơn cô. Dạ bò viên ngon quá nhà. Mình ăn bò viên ở ngoài người ta bán á, bột cũng nhiều lắm. Còn mình ăn bò viên ở của Bùm Bùm á, nó dai mà nó thơm, bò ngon lắm nha. Rất là dai. Tại vì ở ngoài á người ta pha bột nhiều lắm chứ chị. Thứ ngoài rồi. Tự vô lấy nước chanh kìa, người ta mắc kẹt hết rồi. Quen. Tự đi, người nhà không à. Bơm chị đẹp, lấy hai chai nước chanh. Dạ, thôi quán có nước xăm luôn nha cả nhà. Có nước chăm nè, coca, retin. Trà đá thì 2k ha. Nước xăm 15k, coca với retin cũng 15k ha. Cô chú anh chị mình đến ăn thì mình có thể gọi nước luôn. Trà đá đó, rồi 2k. Ở đây anh chị nè. Cái uống rồi à, cái này. Chị vô lấy trà. Dạ. Đây, nước xăm này cả nhà. Nước xăm cũng nhà nấu luôn. Chung là cái gì mà ở nhà mình á làm á thì nó sẽ nó an toàn hơn ha cả nhà ha. Còn ở ngoài thì mình không có biết được. Bây giờ buôn bán chất lượng là trên hết cô chú anh chị. Có chất lượng thì mới làm nên thương hiệu được ha. Rồi, ăn xong rồi. Có nước xong uống ngon nha cô chú. Nước xong nhà nấu luôn á chị. Nói chung là món bún bò viên này là của gia truyền của nhà Bùm Bùm nha cả nhà. Đây là tâm huyết của Bùm Bùm nha. Tài yến. Rồi, xong rồi. Thưởng thức nước xăm thôi. Nóng quá. Em ăn nóng ca dở. Thơm quá. Nước xăm thơm hương vậy. Ừ. Mình đến mình ăn mình nên thưởng thức thử cái nước xăm này cả nhà, rất là thơm mà rất là mát ha, ngon quá, không giống ở ngoài đâu cả nhà, nó có một cái vị đặc trưng riêng.
chào anh Bill đẹp trai. Hai chị em là dạ rồi nãy giờ kiếm vú hoài à, nó xin rồi nó bú xong rồi đó. Hai chị em sáng ngày đến sớm để tranh thủ thưởng thức cả nhà ơi. Ừ nè, wow, hello Bill làm xấu à, cô chú coi cái nè, hello, bye bye đi, ba Hương con, vì con giống mẹ, mẹ Hương con, vì con giống ba, sao vậy, bỡn gỡ hả, bỡn gỡ hả, hồi nãy ở trên kia thì quen, bây giờ xuống đây lạ hả, con Giáng sinh nè, trời ơi nè, trời ơi, có cái mặt nè, ảnh ngộ lắm. Anh thấy ai anh sợ mà anh sợ càng sợ anh càng nhìn người ta. Anh để ý cho người ta có nhìn ảnh không? Hồi nãy giờ ở đâu? Nãy giờ trên lầu hả? Hả? Hả Bill? Sáng này bé Bill xuống sớm lắm ở nhà bán hủ tiếu của mẹ đó. Bán bún của mẹ đó. Rồi thôi có lẽ là nó cũng em xin phép kết thúc video ở đây ha cả nhà. Có một tin mới thì chia sẻ với cả nhà mình nha. Đừng quên đến ủng hộ bùm bùm. Bún bò viên ở địa chỉ là 181/43/4 Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận nha cả nhà. À, đây. À, ông ngoại kìa. Đây. Tìm cố à. Bà chủ đây cả nhà bà ơi. Cố. Lúc sơ lúc bà chủ bùm bùm đây. Ôm. Chào bà kìa, chào bà. Ừ. Rồi nên xin chào tạm biệt cô chú anh chị nha. Chúc ngày mới nhiều sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Vỗ tay cho bà coi.